lưỡi áp cao lục địa đang suy yếu và lệch đông, gây ra trường gió đông đến đông nam trên khu vực vịnh Bắc Bộ, trong khi trường gió đông bắc đang hoạt động trên khu vực phía Bắc Biển Đông. Trên hệ thống ảnh mây vệ tinh cho thấy, bao phủ toàn khu vực vùng biển gần bờ từ miền Bắc đến miền Trung là hệ thống mây màn gây ra mưa phùn, còn ở vùng biển phía nam, nhiễu động trong trường gió đông hoạt động đem lại những khối mây dông trên diện rộng và gây mưa dông. Xu hướng trong thời gian tới, khu vực vùng biển phía Bắc sẽ chịu ảnh hưởng của áp cao lạnh lục địa có cường độ suy yếu di chuyển ra phía đông và biến tính dần. Dòng xiết gió Tây cũng suy yếu và nâng trục lên phía Bắc. Khoảng ngày 18 thì các khu vực trên có khả năng chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh, sau còn được bổ sung thêm trong ngày 21, ngày 22. Khu vực vùng biển phía Nam nằm ở rìa phía Nam của hệ thống thời tiết phân tích trên, với trường gió Đông Bắc có cường độ trung bình. Riêng ngày 13, ngày 14, khu vực Trung và Nam Trung Bộ còn chịu ảnh hưởng kết hợp của nhiễu động trong đới gió đông trên cao, nên mưa dông còn kéo dài đến ngày 15 tháng 12. Sau đây là dự báo cho các vùng biển trong 24 giờ tới. Vùng biển phía Bắc Vịnh Bắc Bộ, ngày hôm nay thì bao phủ toàn khu vực Vịnh Bắc Bộ vẫn là dạng mây màn hoạt động gây mưa phùn và rải rác. Tầm nhìn xa giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông đến đông nam mạnh cấp 4. Xu hướng liên tục trong một vài ngày tới, thời tiết trên biển còn mưa phùn và sương mù vào buổi sáng nên không thuận lợi cho việc di chuyển và đánh bắt. Vùng biển phía Nam Vịnh Bắc Bộ, trên khu vực Nam Vịnh Bắc Bộ, mây màn bao phủ gây mưa rải rác, tầm nhìn xa giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông đến đông nam mạnh cấp 4 nên thuận lợi cho việc di chuyển và đánh bắt trên biển. Giai đoạn từ nay đến cuối tháng tại khu vực sẽ liên tục đón nhận những đợt không khí lạnh tăng cường, do vậy sẽ không thuận lợi cho việc khai thác và đánh bắt trên biển, năng suất khai thác và đánh bắt không cao. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi bao gồm đảo Cồn Cỏ, Lý Sơn. Tại khu vực biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, dạng mây màn phát triển gây ra mưa phùn, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc mạnh cấp 4, cấp 5, biển bình thường, nên tương đối thuận lợi cho việc đánh bắt của tàu thuyền trên biển. Tuy nhiên, do vùng biển lạnh nên năng suất đánh bắt trong mùa này không cao. Vùng biển Bình Định đến Ninh Thuận bao gồm đảo Phú Quý. Chịu ảnh hưởng của nhiễu động trong trường gió đông phát triển và gây mưa, khu vực vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, thời tiết xấu, mưa nhiều ở phía Nam, diễn mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc hoạt động mạnh cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau bao gồm Côn Đảo. Mây dông đã phát triển nhiều hơn và gây mưa ở khu vực biển từ Bình Thuận đến Cà Mau. Trong hôm nay và ngày mai, đợt gió đông ngoài biển sẽ còn là nguyên nhân gây mưa rào và dông rải rác tại khu vực này. Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió đông bắc mạnh cấp 5. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh, ảnh hưởng không tốt cho việc khai thác và đánh bắt của tàu thuyền. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang bao gồm Phú Quốc, Thổ Chu. Nhiễu động trong đới gió đông cùng với những khối mây dông dày đặc đang phát triển và tiếp tục gây mưa dông cho vùng biển từ Cà Mau cho đến Kiên Giang. Ngày hôm nay tại khu vực có mưa rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông mạnh cấp 4. Đợt mưa dông này có khả năng kéo dài trong 1 đến 2 ngày, gây ảnh hưởng xấu cho các hoạt động trên biển. Khu vực vùng biển trên vịnh Thái Lan, trong chiều tối và đêm nay thời tiết trên khu vực vịnh Thái Lan khá ổn định, có mưa vài nơi, sang ngày mai thời tiết chuyển xấu hơn, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông mạnh cấp 4. Do mưa dông nên sẽ không thuận lợi cho việc đánh bắt và di chuyển của các tàu thuyền câu mực đánh bắt nhỏ lẻ. Khu vực Bắc Biển Đông và huyện đảo Hoàng Sa, do khối khí lạnh di chuyển ra phía đông liên tục duy trì độ ẩm cùng với những luồng gió đông bắc tràn về, nên tại khu vực phía Bắc Biển Đông trời còn tiếp tục lạnh sâu, nhiều mây và có mưa phùn vài nơi, tầm nhìn xa dưới 10 km, gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động, không thuận lợi cho việc di chuyển của tàu thuyền. Xu hướng trong từ 2 đến 3 ngày tới, gió đông bắc còn duy trì cường độ mạnh, thời tiết trên biển còn rét và lạnh nên không thuận lợi cho sức khỏe và năng suất đánh bắt trên biển. Khu vực giữa Biển Đông từ 10 cho đến 15 độ Vĩ Bắc, thời tiết khu vực giữa Biển Đông chuyển xấu trở lại do chịu ảnh hưởng của nhiễu động trong trường gió đông. Mây dông phát triển gây mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc mạnh cấp 5. Xu hướng trong thời gian tới, gió đông bắc lại trong khu vực sẽ liên tục được duy trì với cường độ ổn định. Khu vực phía Nam Biển Đông bao gồm khu vực phía Nam quần đảo Trường Sa, Huyền Trân, Song Tử Tây. Chịu ảnh hưởng của nhiễu động trong đới gió đông phát triển và gây mưa, ngày hôm nay trên khu vực vùng biển phía Nam Biển Đông, mây dông phát triển mạnh, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc hoạt động mạnh cấp 5.
thời tiết tại khu vực còn có khả năng kéo dài đến gần cuối tuần nên sẽ ảnh hưởng đến việc đánh bắt của bà con ngư dân. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin dự báo thời tiết biển. Xin kính chào và hẹn gặp lại!